Thưa quý vị, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2024 đang diễn ra đầy kịch tính. Tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, đương kim vô địch Sài Gòn Heat tiếp tục khẳng định sức mạnh. Chiến thắng 88-80 trước Đà Nẵng Dragons giúp ông 30 tiếp tục duy trì khởi đầu ấn tượng của mình khi toàn thắng 5 trận từ đầu mùa. Đà Nẵng Dragons bước vào mùa giải năm nay với đội hình trẻ, nhưng khi đối diện với Sài Gòn Heat, đội đã thắng liên tiếp 4 trận, cùng với việc không có Dragan Nguyễn trong đội hình. Tập thể Dragan khó lòng tạo được đột phá. Khán giả được theo dõi màn so kè giàu thể lực giữa hai trung phong, Javone Scott và Max Allen. Lối chơi không mới mẻ của huấn luyện viên Toshi khiến đại diện miền Trung luôn vào thế bám đuổi điểm số trong suốt 3 hiệp đấu đầu tiên. Có lực lượng dày hơn, Sài Gòn Heat duy trì lối chơi bền bỉ và kết thúc hiệu quả hơn ở khu vực bản rổ, có lúc khoảng cách lên đến 20 điểm trước khi thắng chung cuộc 88-80. Giovanni Scott là MVP của trận đấu với 38 điểm, 15 pha bắt bóng bật bảng. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cũng thể hiện xuất sắc ở khâu phòng ngự với 10 rebound và 6 cản phá. Sài Gòn Heat vẫn duy trì ngôi đầu bảng, trong khi Đà Nẵng Dragons rơi xuống vị trí thứ 5.